Một tay bắt đầu là những cái tay này nó bệt tuyên là về bên đỏ này. Đáng lòng chưa? Nhận lại một tay đi. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game Kawin anh em nhé. Và mình là Hưng anh em ạ, số tiền của mình là 7.8 triệu. Và có một số anh em nhắn tin cho mình hỏi là có cách chơi là con game Kawin, cái tỷ lệ nó là 100% không. Thì cái video này thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em. Đó là có cái nịt, có cái nịt, nói thẳng là anh em có cái nịt. Đó, tất cả mọi cách chơi đều là xác suất thống kê, nó không bao giờ chuẩn zin được 100%. Đó, thế nên là anh em đừng có mơ là có cái tỷ lệ nào thắng 100% anh em nhé. Có khi nào anh em phải để ý là cái dãy cầu của mình chơi lật bài nó khác với dãy cầu của anh em vào. Có thể là bây giờ là mình test khoảng tầm là 3 lần, anh em tắt 2 lần cho anh em tăng tiền, anh em thắng, mình thua. Đó, trong khi đó mình test nhiều hơn anh em. Đó, mỗi người chơi sẽ có một cái cách chơi khác nhau, nhưng anh em hãy tuân thủ cái cách chơi mà cảm thấy ok nhất. Đó, ok nhất thì nó sẽ ổn áp hơn. Và cái thứ hai là anh em chơi gì cũng thế, chơi đúng bài, gài đúng kiểu. Nếu mà anh em thấy cách chơi của mình ok thì anh em áp dụng vào. Cách chơi của mình đó là phải thử nghiệm với số tiền nhỏ với cái trò lật bài này đã. Sau khi anh em cảm thấy cứng rồi, ok rồi thì anh em bắt đầu mới tăng tiền anh em nhá. Đó, thế đấy mới gọi là cái cách chơi ổn áp các bác ạ. Rồi ok, lên này, ba đen này, không được này. Hôm nay với số tiền 7.5 triệu thì em sẽ vào lật bài. Đợt này các bác có thể để ý là toàn là hai đen và một đỏ. Đó, phát đầu tiên mới được ba đen này, em nhận một cái đi, tăng lên một mờ đi, vì những cái tay sau thì em nghĩ khả năng là sẽ là về bên đen khá nhiều. Ok các bác nhá, ba đỏ luôn kìa, toàn về đỏ lần, ba lần về đỏ, vãi trưởng đấy. Hỏi tại sao các bác chơi các bác không test, hỏi tại sao các bác cứ nhắn tin cho em một cách hỏi cách làm 100%. Cách 100% là các bác không có ăn những cái tay nó đúng với chỉ tiêu của các bác thôi. Mà ăn được một tay bắt đầu là những cái tay này nó bệt tuyên là về bên đỏ này. Đáng lòng chưa? Nhận lại một tay đi. Lên nào. Đen này. Vẫn là về bên đỏ. Ui giời ơi, ôi giời ơi. Vẫn là về bên đỏ. Này, nhận lại một tay này. Ok nhá, số tiền của em lên 11 triệu rồi các bạn. Nuôi đen tiếp này. Về bên đỏ hoài ta. Về bên đỏ hoài ta. Đó, ngon ngay, lên 15M rồi các bạn. Và cái thứ hai là khi các bác chơi các bác phải có điểm dừng. Mình không thể là lì mãi như thế này được các bạn. Ok nhá. Nhận phát đi thì em sẽ chốt lời số là 15 triệu. Và em sẽ dành ra tầm là 200k còn lại. Xem lên được tí nào nữa thì lên nhá. Đợt này nó về bên đen khá là nhiều. Em theo một tay bên đen này. Ai da. Đảo ngược lại luôn. Căng cứng nhá. Cứng nhá. Lên nào. Ui rồi. 5k này. Bên đen này. Không được rồi. Thôi hôm nay chắc là chỉ được 15M thôi các bác ạ. Phải biết dừng rồi các bác nhá. Em rút ra hàng tầm là với 3M các bạn. Còn để lại chiến đấu tiếp các bác nhá. Đó. Cái lý do tại sao nó là nguyên nhân các bác thua nhiều. Em sẽ giải thích luôn, đó là cái lý do các bác chơi mỗi lần chơi thắng là các bác rút thẳng tiền ra. Cái video này không phải là lần đầu tiên em nói về vấn đề này, và rất nhiều lần em nói về vấn đề là chơi xong các bác nên để lại tiền. Để lại tiền nó là mục đích là như nào? Mục đích đó là cái vấn đề lần sau các bác chơi con game Kawin này không yêu cầu phòng cược, các bác mang 12M vào. Các bác mang 12M vào. Các bác chơi chỉ cần thắng khoảng tầm 50k. Các bác muốn rút ra ok là được. Thế thôi. Muốn rút ra 50k là được. Không cần thiết phải là chơi đủ vòng cực lên 12 triệu. Đó. Đó là cách chơi của em. Các bác nào thấy cách chơi của em hợp lý thì áp dụng vào trong game các bác nhé. Và video đến đây của em là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.